Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và mình là Vũ Ngọc Thành, mình đến từ VNTA Academy. Và ngày hôm nay với một cái chủ đề tương đối hot trên thị trường hiện nay, đó là làm thế nào để cho chúng ta có sở hữu được một cái cú đánh timing nhịp điệu forehand tốt. Và đương nhiên khi các bạn có timing nhịp điệu thì các bạn mới nghĩ đến cái câu chuyện đánh được quả bóng đi ổn định và có lực. Và ngày hôm nay không mất nhiều thời gian, tôi sẽ chia sẻ những cái bí kíp quan trọng giúp cho các bạn thành công trong cú forehand có timing nhịp điệu. Ok, let's go. Như trên thực tế thì chúng ta thấy có rất là nhiều những anh em sở hữu những cú forehand khác nhau. Nhưng trong những yếu tố quan trọng nhất của một cú forehand thì chúng ta cần phải nắm được, đó là những là đó, động tác setup. Động tác setup hay còn gọi là cái vị trí để tạo ra lực mạnh nhất là vợt ở khu vực vùng gì? Vùng 5 hoặc là 6 giờ. 6 giờ thì sẽ hơi rộng rồi đúng không ạ? Mà chúng ta ở vùng 5 giờ, đó là cái vị trí tốt nhất để chúng ta tạo forehand power load. Còn trong những trường hợp nhiều người thì cũng có thể là mở xuôi phía dưới rồi xúc lên, hoặc là có thể cầm cán cứ sang forehand là cắt slide slide slide. Nhưng mà điều đấy nó sẽ dẫn tới có những cái thời điểm khi mà gặp những người chơi bóng nhanh hoặc là bóng top spin thì chúng ta sẽ bị vào muộn và bị kẹp. Vậy làm sao để chúng ta sở hữu được một cú nó có tính nhịp điệu? Thì điều đầu tiên các bạn hãy lưu ý tránh trường hợp đánh một cú forehand mà chúng ta bị vào muộn mà chúng ta không biết. Khi một trái bóng mà chúng ta bị vào muộn thì điều đầu tiên là các bạn sẽ thấy xuất hiện cái đầu của chúng ta ấy, thường là đang nhìn trái bóng một cái hay nhìn ngược lại, nhìn gần vào. Và cái điểm tiếp xúc bóng của chúng ta này, định nghĩa là muộn là đâu? Là có thể ở một là sát người, hai là gì? Xa người nhưng mà cũng vẫn ở phía sau, là chúng ta không kịp xoay cái vai vào và chúng ta tiếp ngang. Nhiều người tiếp ngang hoặc là tiếp không ở phía trước mặt và lại đẩn sang, thì đấy cũng gọi là gì? Bị kẹt và bị vào muộn. Cái quan điểm như sau: cái nách của chúng ta, khi chúng ta xét cái nách đúng không, nóc, và chúng ta hạ cái đầu vợt và chúng ta vào, thì cái góc độ khép này này, cái người mà mới chơi ấy, cái góc độ này này là những pha bị kẹp thường là khoảng tầm 15 cho đến 22 độ, khoảng đến 25 độ. Còn những tay vợt chuyên nghiệp thì thường là từ khoảng tầm 55 cho đến 60, Federer đến tận 70-80. Đấy, và ở phía trước mặt, và chúng ta phải nhìn được toàn bộ cái mặt cước ở phía sau và quả bóng ở phía trước, thì đấy là định nghĩa là tiếp xúc bóng đúng. Và chúng ta sẽ quan trọng là khi trái bóng nó tới, cái nhịp điệu của chúng ta là như sau. Để thể hiện được cái nhịp điệu, thứ nhất là chúng ta phải có bước free step nó tương thích với lại trái bóng mà đối phương tiếp xúc vào mặt vợt, thì chúng ta phải bật free step. Và có nhiều người thì bật 1-2 lần nhịp nhỏ và một lần free step lớn ra rộng chân, thì đấy là cũng là một cái tiêu chí gọi là nhịp điệu. Nhịp điệu thứ hai là chúng ta sẽ phải mở cái đường banh ấy, đường banh nhá. Đấy, đường banh mở vợt sẽ phụ thuộc vào đường banh thấp, trung bình hoặc cao. Và đầu vợt lúc nào cũng phải cao hơn cổ tay là điều tốt nhất. Đấy, cao hơn, bóng nó cao chúng ta phải mở cao. Đấy, bóng nó cao mở cao. Và bóng nó gì? Trung bình thì chúng ta mở tầm trung bình. Và bóng nó thấp thì chúng ta mở tầm thấp. Và quan trọng nhất là cái đầu gối của chúng ta phải uyển chuyển, tránh tình trạng bị cứng gối. Cứng gối hay còn gọi là hẹp chân nữa. Cứng gối và hẹp chân nó gần như hai bệnh như nhau. Rộng chân và trùng gối, nhún tay trái chúng ta giật cùi chỏ, hạ giật và ôm cái vợt lên rất là đều đặn, thì đấy là tạo ra được một cái tính nhịp điệu. Cái điều đầu tiên tôi nhấn vào nhịp điệu đó là một là free step, hai là vấn đề xoay và set up tương thích với lại cái vấn đề đó là bóng thấp trung bình cao. Và cái thứ ba chúng ta cần quan tâm tới đó chính là thời điểm nào là thời điểm chúng ta đưa vợt ra phía sau đây. Đó, khi trái bóng mà bắt đầu rời khỏi mặt vợt của đối phương thì chúng ta sẽ xoay thân trên, cố gắng làm sao đừng có mở chân bước về sau nhiều quá, trừ khi bóng của đối phương nó quá mạnh, nó thốn vào chân chúng ta, thì chúng ta có thể bước lùi về phía sau, chúng ta set form và chúng ta sẽ swing. Còn nếu mà những cái trái bóng mà nó ở trên mà chúng ta cứ quen bước về sau là chúng ta sẽ hụt với như này, là chúng ta giật bóng sẽ rất dễ bị rút lưới. Thì tránh tình trạng thân người của chúng ta lúc nào cố gắng cũng phải giữ được cái balance thẳng. Đấy, nách chúng ta cao, giữ vợt lâu hơn một chút xíu để làm sao đỡ mỏi cho cái cánh tay phải và chịu lực, đừng có gồng cứng tay phải, thả lỏng, và tay trái chúng ta dần như đỡ vợt. Đó, thì khi ở cái vị trí ở cái vùng phía bên phải và xa thân người thì chúng ta sẽ căn được cái trái bóng để nó có nhịp điệu tốt hơn. Là chúng ta timing bóng bắt đầu nó đi xuống thì chúng ta vợt đã ở đây sẵn rồi. Bóng gần nảy lên một cái là chúng ta vào, thì lúc nào chúng ta cũng vào được một cái tính nhịp điệu. Và bây giờ các bạn sẽ quan sát, tôi sẽ swing
3-5 lần để các bạn thấy được cái nhịp điệu thôi. Ok. Và cái điều quan trọng trong tính nhịp điệu mà tôi muốn nhấn nhá trong cái clip này, đó là cái tốc độ mở vợt của chúng ta, hay còn gọi là tốc độ đường đi của vợt. Từ khi mà chúng ta có cái tư thế chuẩn bị, sau đó chúng ta đi chậm 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 chậm, chúng ta hạ, rồi chúng ta sẽ vào. Đó. Cái tốc độ khi bắt đầu vợt ở vị trí phía sau, khi mình drop thả xuống thì mình lắc cái hông mình vào với một cái tốc độ tối đa maximum, thì chúng ta đừng có mà mở thì rất là nhanh này, xong hạ nhanh này, xong lại vào thì chậm. Giống như là chúng ta đã mất sức ở giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta ra lực được ở giai đoạn tiếp theo. Mà cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta rất chia là thả lỏng. Gối chúng ta trùng xuống để tạo ra sức nặng của đồ, của gì? Của đùi, cơ đùi căng. Chúng ta chuyển từ chân gì? Chân sau qua chân trước. Thì đối với cái cú forehand ấy, nó sẽ có hai dạng. Một cái dạng là khi chúng ta bước chân lên. Một cái dạng chúng ta bước chân lên. Tôi định nghĩa là đây là một cái đường thẳng ngang đúng không? Chúng ta bước chân lên thì lúc này trụ sẽ được chuyển từ sau qua chân trước, thì lực tạo ra sẽ là chân trái. Và đương nhiên chúng ta đạp chân phải bằng bước chân trái nhún, thì lúc này này là đùi trái sẽ căng. Còn có một cú thứ hai là trụ là trụ phải, thì nó sẽ từ bên ngang cho đến phía dưới thì nó đều là trụ phải. Đây là trụ phải, hay gọi là open stand, và đây là semi stand open. Đó, semi open stand. Đó là chúng ta trụ ở phía phải. Vậy thì tùy vào tình huống bóng ở phía trước mà chúng ta đã xác định chúng ta không bay winner vô, thì chúng ta có thể set up chân trước chân sau, thì trụ sẽ là chân trước. Còn nếu mà chúng ta đã xác định cái đường bắn nó thốn, nó nhanh, nó lao, thì chúng ta sẽ là trụ chân sau. Và cái lực ra mạnh hay nhẹ nó sẽ phụ thuộc vào thói quen của từng người, đó là chúng ta set up bộ chân nào vô để đánh cái banh này. Vậy thì VNTA Academy có rất là nhiều những khóa học ở phía dưới, ở phần mô tả, và sẽ giúp cho các bạn có được, sở hữu được những cú forehand một cách toàn diện nhờ cái cú timing. Thì chúng ta đừng nghĩ là chúng ta không đánh được lối đánh kiểu tennis forehand hiện đại, mà chỉ cần thay đổi một khoảng thời gian, đánh khoảng tầm 60 lần đúng mỗi ngày, và chúng ta lặp đi lặp lại tuần 2-3 lần, thì cú forehand của các bạn sẽ sang được một cái nhóm cơ mới. Chứ nếu mà chúng ta cắt xẻo nhiều như này, đấy, thì những cái trái bóng nó ở một cái tầm cao top spin, nó chồm lên cao, thì chúng ta nếu mà chúng ta vẫn cứ cắt, chúng ta phải lùi rất là sâu. Còn nếu mà chúng ta sở hữu được cú forehand đúng không, mà ta mở cao, chúng ta có thể ôm cao và chúng ta bay winner. Đấy, còn rất nhiều cái sự chia sẻ về cái tip làm thế nào để có tính timing nhịp điệu trong một cái cú đánh forehand, thì ngoài đấy là tôi chia sẻ những cú đánh tại chỗ ở khu vực gần người. Còn những cú xa người thì rất là nhiều người này, bóng cao chúng ta cũng mở sẵn ra trước rồi chúng ta chạy, hoặc là chúng ta lại gì, mở bẻ ra sau, mở cũng cao nhưng mà mở lớn, mở rất lớn ra sau, rồi chúng ta di chuyển ngang chờ cho bóng đánh xong rồi giật ra về. Thì đây nó cũng là một cái điều nằm trong cái việc gây ra cái lỗi sai kẹt bóng, sát bóng, mà chúng ta cố gắng làm sao đưa, dùng cái tay không thuận, khỉu tay chúng ta cao, tùy vào trái bóng bay lao nhanh hay là bóng top spin, thì chúng ta đưa cái timing ra lên từ từ và hạ xuống, và chúng ta vào bóng. Đừng tách tay sớm quá và cũng đừng có tách tay muộn quá, mà để làm sao chúng ta vừa lật được cái hông lên và lắc được cái toàn bộ cái vai xếp vào trái banh, tấn công cái vợt vào trái bóng ở phía trước mặt. Dạ vâng, VNTA Academy xin phép được dừng tại đây, và những khóa học, và chúng tôi sẽ luôn luôn mở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều cái tỉnh thành trên cả nước. Các bạn hãy cứ inbox của chúng tôi là chúng tôi sẽ support được
các huấn luyện viên đi khắp ở nước để hỗ trợ quý vị các bạn những khóa học ngắn hạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh của VNT Academy và đừng quên nhấn nút chuông thông báo để nhận những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn.